Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 327 ngày 10 tháng 3 2022 phê duyệt đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững hiệu quả giai đoạn 2021-2030. Đề án đặt ra mục tiêu trên 80% cơ sở chế biến bảo quản gỗ đạt trình độ và năng lực công nghệ sản xuất tiên tiến, 100% gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước được sử dụng từ nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Theo đó, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 20 tỷ đô la vào năm 2025, tăng hơn 9 tỷ đô la so với hiện nay. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt trên 18 tỷ 500 triệu đô la, đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt trên 20 tỷ 400 triệu đô la, giá trị gỗ, sản phẩm gỗ tiêu thụ nội địa đạt 5 tỷ đô la vào năm 2025, trên 6 tỷ đô la vào năm 2030.